Chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay mình làm một con dao mới để khoét sáo. Hai con dao mình mua ngoài chợ này. Đây, hai con này này. Giá ở hơn 10.000 thôi, 10-15.000 thôi. Mà nó lỏng quá. Khoét miệng vài lần ấy, thì nó lại đã mẻ rồi. Là dùng một xíu nó đã mẻ rồi. Cái thép mà cái dao này, cái thép gì sắp non rồi. Nó không được cứng lắm, không được bền lắm. Mình đã mới làm một con rồi. Đây thì hôm nay mình kiếm thêm được hai lưỡi cưa mới, mình lại làm một con nữa. Đây rất sắc anh em ạ. Thì thép làm lưỡi cưa này rất tốt nha, vì nó cắt được cả sắt mà. Còn cái này sắt non mua ngoài chợ họ bán giá rẻ mà dùng chả ra gì. Đây mình quay gần cho anh em xem. Đây là hai con dao mình mua ngoài chợ. Thì thép làm hai con dao này là cái thép không được tốt lắm, dùng khoảng 2-3 phút là nó lại bị mẻ rồi, rất là nhanh mẻ nha. Cái này mình làm trước đây cũng là một lưỡi cưa y như này, mình làm xong rồi thì quét miệng sáo bằng con dao rất là sướng. Đây mình chỉ mài phần mũi nhé, phần dưới này mình không mài sắc này, phần dưới nó rất là cùn, phần mũi rất là sắc này. Thì mình sẽ làm thêm con nữa. Thì con này mình làm là lưỡi cong rồi, thì mình con tiếp theo mình sẽ làm lưỡi thẳng. Một cái lưỡi cưa mình sẽ giữ lại để là làm cái cưa cắt ống sáo sau này.
Thì xong phần thô của con dao anh em, thì là mình mài phần thô rồi. Mài phần thô tạo hình cho con dao. Giờ mình đem đi đá mài rồi, đem đi đá mài mài rồi tôi bằng dầu nữa là xong. Mài qua bằng đá mài thô. Giờ mình đem đi đi tôi lưỡi dao này rồi em mài bằng đá mài tinh thì được, đá mài nhẵn ấy. Đây là công đoạn tôi dao nha, là làm nóng cái con dao là đến một nhiệt độ nhất định khoảng 700 độ C rồi làm nguội nhanh bằng dầu hoặc nước anh em nha. Ở đây mình dùng dầu để làm nguội. Công đoạn này giúp là dao sẽ cứng hơn nhưng mà nó sẽ giòn hơn. Ok, xong rồi nhá. Giờ mình đem đi mài ấy, cả thành phẩm mài tinh thôi. Thì đây là hai cái bộ khung chè của mình, một bộ mình định làm diều canh cốc và một bộ mình làm diều truyền thống, diều thường ấy, diều bán người đấy, nhưng mà chưa có inox để làm. Bạn nào inox thì để cho mình mấy cặp để mình làm nốt mấy cái video làm diều. Ok, cá sắc rồi nhá. Giờ mình sẽ thử dao với anh em xem. Rất là sắc này em nha, không phải là khá sắc nữa. Thì cái bộ sáo chuông lần trước mình đục ấy, mình làm xong nó nhưng mà chưa ra thải ra đây bộ chuông. Hôm nào có gió mình thải được thì mình cũng bận đi làm, nếu hôm nào về được nghỉ về thì lại cũng không có gió. Anh em thông cảm nhé, khi nào mình test xong bộ này mình sẽ bán bộ này. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ Facebook của mình nhé.
Ok, mình đã kết thúc video ở đây. Anh em xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.